Rồi xin chào anh em, theo sự yêu cầu của một số anh em thì rất là cần đến có con hón, con giòn hay con nhóc cũng là cái con trên hình ảnh này, nhưng không có ai có. Lúc trước có cái file kia nó cũng ok, nhưng mà anh em cần